mình đang sổ đỏ thì có phải chuyển đổi sang sổ hồng không em, và thủ tục chuyển đổi như thế nào? Vâng, thì xin chào chị nhé. Thì theo khoản 2 điều 97 luật đất đai năm 2013 có quy định như sau: là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đã được xây dựng cấp theo quy định của pháp luật về luật đất đai, pháp luật về luật nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất anh chị nhé. Như vậy thì không bắt buộc chúng ta phải cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng mới. Nếu như không cấp đổi sổ thì vẫn có giá trị pháp lý, loại sổ nào không quan trọng bằng việc là diện sổ đỏ ghi nhận loại đất gì, từ đất tại đô thị hay nông thôn, diện tích bao nhiêu, giá trị nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu hay không anh chị ạ. Và thủ tục chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng sẽ như thế nào thì hãy ấn follow Minh Adam và inbox cho em sẽ hướng dẫn anh chị trực tiếp anh chị nhé. Còn lời cuối cùng thì đừng quên ấn follow Minh Adam để nhận thông tin hay nhất về thị trường bất động sản trong thời tới. Xin chào.